phút được gặp lại quý vị và các bạn trong tin nóng bóng đá Việt Nam ngày 18 tháng 7 trên kênh YouTube Báo Bóng Đá. Mở đầu là tin, bản hợp đồng với Quang Hải vẫn chưa ráo mực nhưng rất có thể Công an Hà Nội sẽ tiếp tục công bố thêm một bom tấn tiếp theo nhằm phục vụ cho tham vọng ở mùa giải 2024-2025. Như đã biết, sáng ngày 18 tháng 7, Quang Hải đã gia hạn hợp đồng với Công an Hà Nội có thời hạn 3 năm. Chắc chắn để có chữ ký của tiền vệ sinh năm 1997, Công an Hà Nội sẽ phải chi ra không ít tiền. Thậm chí đã có những đồn đoán đây có thể là bản hợp đồng khủng nhất V-League từ trước tới nay bởi giá trị lên đến cả triệu đô la. Câu chuyện chưa dừng lại, nhiều khả năng trong nay mai đội bóng ngành công an sẽ tiếp tục công bố bản hợp đồng bom tấn tiếp theo. Nhân tố X này là trung vệ Trần Đình Trọng, người đã nói chia tay Bình Định sau 3 mùa giải gắn bó. Dù số tiền lót tay không thể bằng Quang Hải nhưng nhiều khả năng trung vệ sinh năm 1997 này cũng nhận được một khoản tiền rất lớn từ cựu vương V-League. Cũng nói thêm cầu thủ người Hà Nội chuyển đến Bình Định từ Hà Nội năm 2022. Thật không may Đình Trọng phải ngồi ngoài vì chấn thương cả mùa giải 2023. Thế nhưng mùa giải này, trung vệ sinh năm 1997 đã trở lại và chơi đầy ấn tượng, góp công không nhỏ giúp Bình Định giành ngôi Á quân V-League 2023-2024. Điều đặc biệt chỉ có 15 lần ra sân, nhưng Đình Trọng lại góp mặt trong các trận đấu với những đối thủ hàng đầu và Bình Định đã thu về rất nhiều điểm số. Cụ thể, Bình Định đã có 3 lần giáp mặt Nam Định trên các mặt trận, trong đó cả 2 lần Bình Định đều đánh bại đối thủ, lượt đi 2-1 và lượt về 4-2. Chẳng biết có tình cờ hay không, cả 2 trận thắng gây sốc này đều có sự góp mặt của Đình Trọng. Còn ở trận thua 0-1 tại Cúp Quốc gia, trung vệ sinh năm 1997 lại ngồi ngoài. Đình Trọng là một trong những nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam giành ngôi Á quân vòng chung kết U23 châu Á 2018. Đình Trọng cũng góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam giành chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên do gặp phải những chấn thương liên tục, anh vắng mặt trong thời gian vừa qua. Với phong độ tốt, nhiều người mến mộ Đình Trọng hy vọng thời gian tới cầu thủ này sẽ trở lại đội tuyển quốc gia. Tiếp theo sẽ là tin Hồ Thanh Minh, cầu thủ giành huy chương vàng SEA Games 2021 với U23 Việt Nam sẽ cập bến câu lạc bộ Hà Nội. Câu lạc bộ Hà Nội tương đối trầm lặng ở thị trường chuyển nhượng trước thềm V-League 2024-2025. Tính đến trước ngày 18 tháng 7, đội bóng này đã nói lời chia tay với Tegu, Dennis Junior và Ryan Hà. Theo chiều ngược lại, câu lạc bộ Hà Nội lấy Lê Xuân Tú và Mạch Ngọc Hà từ Quảng Nam. Đây vốn dĩ là những cầu thủ từng được đội bóng thủ đô đào tạo trong thời gian dài. Theo nguồn tin của bóng đá, câu lạc bộ Hà Nội mới hoàn tất 2 bản hợp đồng. Đây không phải là những cầu thủ đình đám, song cũng là phương án bổ sung có chất lượng cho mùa giải 2024-2025 của đội bóng thủ đô. Cụ thể, câu lạc bộ Hà Nội chiêu mộ thành công Chu Văn Kiên hậu vệ phải và Hồ Thanh Minh tiền đạo biên. Chu Văn Kiên trở thành cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây sẽ là một phương án dự phòng cho Phạm Xuân Mạnh, gương mặt chủ lực bên cánh phải của câu lạc bộ Hà Nội tại mùa giải vừa qua. Trong khi đó, không bất ngờ nếu Hồ Thanh Minh là phương án bổ sung cho vị trí của Phạm Tuấn Hải. Tiền đạo sinh năm 1998 có thể sẽ sang Nhật Bản chơi bóng theo diện cho mượn trong một khoảng thời gian nhất định. Thanh Minh lọt vào đội hình tiêu biểu giải hạng nhất quốc gia bia sao vàng 2023-2024. Cầu thủ chơi bóng ở Huế đã ghi 10 bàn thắng, xếp thứ 2 trong danh sách vua phá lưới của giải. Năm 2021, Thanh Minh từng cùng U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo giành huy chương vàng SEA Games. Liên quan đến huấn luyện viên trưởng, câu lạc bộ Hà Nội vẫn chưa có động thái gì kể từ khi chia tay ông Daiki Yuamasa cách đây hơn một tuần. Ở một diễn biến khác, trái với dự đoán, thủ thành Bùi Tiến Dũng đã đầu quân cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thay vì gắn bó với đội bóng Phú Núi. Bùi Tiến Dũng được câu lạc bộ Công an Hà Nội cho Hoàng Anh Gia Lai mượn từ giai đoạn lượt về V-League 2023-2024. Trong màu áo đội bóng Phú Núi, thủ thành sinh năm 1997, góp công lớn giúp đoàn quân huấn viên Vũ Tiến Thành chua hạng thành công. Kết thúc mùa giải 2023-2024, Bùi Tiến Dũng trở về đội bóng chủ quản để hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu quân cho Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng đến thời điểm quyết định, người hùng Thường Châu bất ngờ cập bến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Bùi Tiến Dũng từng có thời gian cống hiến cho chiến hạm đỏ từ năm 2019 đến năm 2022, song không thể cạnh tranh vị trí chính thức với đàn anh Nguyễn Thanh Thắng. Ngoài ra, những bất đồng về chuyện lương thưởng cũng khiến cựu thủ môn tuyển Việt Nam chia tay câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh để đầu quân cho Công an Hà Nội từ mùa giải 2023. Từ thời điểm này, Bùi Tiến Dũng không thể cạnh tranh với các đồng nghiệp trong màu áo đội bóng ngành công an, liên tục ngồi ghế dự bị nên được tạo cơ hội đến Hoàng Anh Gia Lai thi đấu. Trước đó, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã chia tay thủ thành Patrick Lê Giang sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn. Thủ môn Việt Kiều đã góp công lớn giúp chiến hạm đỏ đoạt hạng tư chung cuộc ở V-League 2023-2024. Vì vậy, Bùi Tiến Dũng sẽ là nhân tố phù hợp thay thế vị trí thủ thành Patrick Lê Giang để lại, giúp huấn luyện viên Phùng Thanh Phương giải bài toán nhân sự trước khi mùa giải 2024-2025 bắt đầu. Và cuối cùng
cùng sẽ là thông tin trong một cuộc bình chọn do Astro Arena khởi xướng. Cái tên Park Hang-seo đứng ở vị trí dẫn đầu với tư cách huấn viên được kỳ vọng sẽ thay thế ông Kim Pan-gon dẫn dắt đội tuyển quốc gia Malaysia. Như đã biết, huấn viên Kim Pan-gon đã bất ngờ rời ghế huấn viên đội tuyển Malaysia với lý do cá nhân. Ông để lại khoảng trống rất lớn trong bối cảnh bóng đá Malaysia đang trên đà phục hưng nhờ thành tích tốt dưới thời huấn viên Kim trong 2 năm qua. Di sản Kim Pan-gon để lại nhiều khả năng sẽ được trao cho một huấn viên người Hàn Quốc. Đó là lý do truyền thông cũng như các chuyên gia Malaysia đều nghiêng về phương án chọn huấn viên Park Hang-seo dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Tờ Astro Arena, một trong những ấn phẩm nổi tiếng nhất Malaysia, đã tổ chức bình chọn ý kiến dư luận. Gần 500 người được hỏi đều nghiêng về phía thầy Park. Cựu huấn viên tuyển Việt Nam đã nhận được hơn 60% phiếu bầu. Cuộc bình chọn vẫn còn hơn 20 tiếng, nhưng số phiếu bầu của huấn viên Park Hang-seo đã vượt xa Paul Matri Vincente, người được chỉ định dẫn dắt đội tuyển Malaysia với vai trò tạm quyền. Paul Matri chỉ nhận được 11,4% phiếu bầu. Một cái tên nữa được đưa vào cuộc bình chọn là Nafuzi Zain, người hiện đang phụ trách câu lạc bộ Kedah Darul Aman. Zain đứng thứ hai khi nhận được 15,2% phiếu bầu. Tờ Astro Arena nhấn mạnh, Pekan Ramli, cựu tuyển thủ Malaysia, cũng ủng hộ hoàn toàn phương án bổ nhiệm huấn viên Park Hang-seo, ông nói. Park Hang-seo có thể được Liên đoàn bóng đá Malaysia cân nhắc vì ông ấy không chỉ giúp đội tuyển Việt Nam thay đổi theo hướng tốt hơn mà còn cải thiện tinh thần chiến đấu của các cầu thủ. Đó là điều bóng đá Malaysia có thiếu. Công việc của huấn viên không chỉ là huấn luyện các cầu thủ trên sân mà còn giúp các cầu thủ duy trì kỷ luật và tăng cường tinh thần chiến đấu. Chúng tôi không muốn loại đi các ứng viên nội, nhưng ở giải đấu cấp quốc tế chúng tôi cần những huấn luyện viên có tầm cỡ và uy tín. Họ hiểu lối chơi của đối thủ và họ có đủ kinh nghiệm dẫn dắt ở sân chơi quốc tế. Huấn luyện viên Park Hang-seo đang là cố vấn của câu lạc bộ Bắc Ninh. Ông đã nhận được lời đề nghị từ một số đội tuyển như Ấn Độ và Campuchia. Nhưng đến lúc này, thầy Park vẫn chưa trả lời. So với hai cái tên này, Malaysia rõ ràng là biến độ hấp dẫn hơn. Và đây cũng là thông tin cuối cùng có trong bản tin bóng đá Việt Nam ngày hôm nay ngày 18 tháng 7. Các bạn hãy nhớ like, share và subscribe kênh YouTube Báo Bóng Đá để nhận những tin tức hấp dẫn về đời sống bóng đá trong và ngoài nước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Được mời thì đương nhiên rồi, đây là sự kiện mà ông góp mặt với tư cách là bố của người chủ.